Đoàn công tác gồm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Can Hồ là ông Lý Trả Lối cùng cán bộ địa chính, lực lượng công an xã và nhóm phóng viên tiếp cận vườn ươm. Cổng vào vườn ươm được khóa chặt dù có nhân viên ở bên trong. Sau gần một tiếng đồng hồ gọi điện nhiều lần cho bà Vân, chủ vườn ươm quế sống, đề nghị mở cửa để cơ quan chức năng vào làm việc, nhưng vẫn không được. Đoàn công tác phải đi đường vòng, men theo khu vực lòng hồ để tiếp cận hiện trường. Tại đây, phát hiện rất nhiều quặng màu nâu cùng loại đá có màu trắng được đổ thành nhiều đống lớn trên bãi. Có loại đã xay nhỏ, có loại vẫn còn thô. Các loại khoáng sản được trộn lẫn với đất, lấy từ vườn ươm. Bên cạnh đó còn có các phương tiện và vật dụng như là máy nổ, máy xúc, bể lắng, hệ thống ống nước tại hiện trường. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại khu vực vườn ươm quế ở trên địa bàn xã Can Hồ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Tuy nhiên, như quý vị và các bạn có thể thấy thì bên cạnh cái việc ươm quế thì có rất nhiều những cái máy móc trang thiết bị để phục vụ cái công tác khai thác khoáng sản. Trên tay tôi đây đó là rất nhiều những cái viên quặng đã được để ở đây. Và theo phản ánh của người dân thì đã từ rất nhiều ngày hôm nay là hoạt động này đã diễn ra rồi. Và điều này đặt ra câu hỏi là có hay không việc núp bóng giữa hình thức là vườn ươm quế để khai thác khoáng sản trái phép. Đồng thời là cái việc là sử dụng đất để ươm cấp cây giống này đã được các cơ sở chức năng có thẩm quyền cấp hay chưa? Kiểm tra một khu vực gần vườn ươm cạnh dãy nhà kiên cố, đoàn công tác nhận thấy dấu hiệu một cửa hầm được che bằng tấm tôn. Tuy nhiên cửa hầm này đã bị đất đá đổ lên, cao bịt lại. Đứng từ đường 217 nhìn xuống, rất khó phát hiện bãi tập kết này vì chung quanh được che chắn các vườn ươm quế. Chỉ đi theo lối bờ sông thì mới nhìn thấy rõ ràng. Đá thì người ta lấy đá ở đây mà đá hồi trước hầm cũ của hầm vàng cũ ngày xưa, xong bây giờ nó xanh vàng ra, xong nó chắc là họ cũng chưa lấy hết kia, làm đường mới này chưa lấy hết, cho nên bây giờ họ mới bới lại thôi. Theo tìm hiểu được biết, khu vực khuôn viên vườn ươm quế sống rộng hàng ngàn mét vuông này trước đây là điểm nóng về khai thác vàng trái phép, gây mất trật tự an ninh xã hội của xã Can Hồ và đã được huyện Mường Tè, chính quyền địa phương dẹp bỏ. Thế nhưng khoảng một tháng nay, nhiều người dân cho biết có nhân công và các máy móc phục vụ cho hoạt động, nghiền, sàng lọc khoáng sản. Trước đó ngày 21 tháng 7, đoàn công tác của xã Can Hồ cũng đã bất ngờ kiểm tra đột xuất vườn ươm, phát hiện 4 công nhân của vườn ươm đang sử dụng máy xúc, máy nổ, máy sàng để lọc và nghiền khoáng sản. Tổ công tác yêu cầu dừng hoạt động và lập biên bản. Tuy nhiên, các đối tượng không chịu hợp tác, không ký vào biên bản kiểm tra hiện trường. Vườn ươm quế giống này của bà Vân đã có khoảng một năm nay. Khu đất này thuộc xã quản lý. Bà Vân lên gặp xã trình bày xin được dùng khu đất này để làm vườn ươm giống. Xã cũng thấy điều đó có lợi cho bà con để phát triển kinh tế nên cho phép thực hiện. Xã và bà Vân chỉ thống nhất bằng miệng chứ không có văn bản nào. Còn thủ tục pháp lý như thế nào thì xã cũng chưa nắm được. Đó thì những cái thủ tục giấy tờ thì tôi cũng chưa được rõ lắm. Nói thẳng là tôi cũng chưa được rõ. Trên giấy tờ thì để bản thống nhất để cho bà con như xã Can Hồ để cho trồng quế phát triển kinh tế xã hội, để cho xã mình cũng tất nhiên hiện tại vẫn còn nghèo nên doanh nghiệp vào thì chúng tôi sẽ nhất trí để cho trồng quế ươm quế xong để phục vụ cho xã nhà. Vâng, cái này thì có cái văn bản nào doanh nghiệp Vân xin đất để làm ươm quế không, hay là chỉ nói mồm như thế nào ạ? Đây là trước khi bản thống nhất thì để cho ươm quế, để cho xã nhà, để cho bà Vân, để doanh nghiệp vào. Nhưng mà bà Vân có văn bản cho xã không hay là như đối với va bản thì thực tế là xã cũng chưa có, để bản thống nhất với ở huyện thì xã cũng chưa rõ.